Xin chào mọi người, chị nhà đầu tư đã trở lại với chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Liên Phim Việt Nam. Hiện tại tôi đang đứng tại trung tâm hội nghị và nơi mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ diễn ra của họp đại hội cổ đông 2024 của công ty cổ phần Senland. Đây là tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2024 của Senland rất là đầy đủ, cùng với đó là còn có cả phần quà nữa, nhưng mà cái này chắc là xin phép được bỏ qua. 2023 là một năm rất là khó khăn chung của thị trường bất động sản. Gần như tất cả các công ty bất động sản thì đều gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì kết quả 2023 nó cụ thể như thế nào? Ban lãnh đạo giải thích như thế nào về kết quả 2023 như vậy? Và cái định hướng chiến lược trong thời gian tới của công ty ra sao? Xin mời anh chị hãy cùng theo dõi trong cuộc họp đại hội 2024 này. Kính thưa toàn thể đại hội, để điều hành đại hội ngày hôm nay theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là chủ tọa đại hội. Để đảm bảo nội dung chương trình và sự thành công của đại hội, ban tổ chức xin giới thiệu thành phần đoàn chủ tịch điều hành đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu: 1. Ông Nguyễn Trung Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị. 2. Ông Phạm Thanh Hưng, phó chủ tịch hội đồng quản trị. 3. Bà Nguyễn Minh Hồi, phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc thường trực. 4. Ông Phạm Đức Hùng, tổng giám đốc. Kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội. Xin kính thưa đại hội, tôi xin đọc báo cáo về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, thực hiện về điều lệ về tổ chức hoạt động của công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ và các nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị xin báo cáo đại hội đồng cổ đông về hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau. Phần thứ nhất, đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023. 1. Đánh giá tình hình thị trường và kết quả kinh doanh năm 2023. Năm 2023 là một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế toàn cầu với sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, sự xung đột giữa Nga và Ukraine, xung đột tại Trung Đông và chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia châu Âu để kiềm chế lạm phát, sự thu hẹp chi tiêu và suy giảm số lượng đơn đặt hàng sản xuất, những thay đổi về cơ cấu kinh tế và sự sụt giảm của thị trường bất động sản, tăng trưởng toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 thập kỷ. Gắn với lực lượng lao động toàn cầu đang già đi và tăng trưởng chậm hơn. Ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc và biến đổi khí hậu. Sự bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, các động lực của nền kinh tế Việt Nam chưa được phát huy hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những 4 tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, thị trường bất động sản Việt Nam 2023 vẫn gặp rất nhiều khó khăn đối với điểm chung của nền kinh tế thế giới, cũng như việc Việt Nam đang trong quá trình hồi phục, nhưng lại gặp phải khó khăn do những hạn chế tồn tại từ trước đó chưa thể khắc phục triệt để. Vì vậy, trong năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục suy giảm mạnh về sức mua và thanh khoản, thiếu hụt nguồn cung, yêu cầu cơ cấu sản phẩm nhà ở không hợp lý, dư thừa sản phẩm ở khu cao cấp, trong khi thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của nhóm đối tượng thu nhập thấp và các đô thị. Doanh nghiệp bất động sản khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động từ khách hàng. Số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành đã chấp thuận mới giảm mạnh. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản ghi nhận một số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng mạnh so với năm trước, với gần 1.300 doanh nghiệp, tăng khoảng 8% so với năm 2022. Và cứ bình quân mỗi một tháng có 107 doanh nghiệp của ngành nghề phá sản, trong khi số lượng mới giảm 15% so với cùng kỳ, với tổng số là hơn 4.700 doanh nghiệp mới được thành lập. Những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản còn bám trụ trên thị trường đã có hành trình tái cấu trúc mạnh mẽ, nỗ lực thích ứng và đổi mới để thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục. Trong bối cảnh đối mặt với vô cùng khó khăn đó, Senland không thể tránh khỏi những tác động của thị trường. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Senland đã sụt giảm mạnh so với năm 2022. Nhận định thị trường bất động sản còn nhiều bất thường và khó khăn kéo dài, hội đồng quản trị cùng ban điều hành công ty đã nỗ lực xoay chuyển tình thế, tìm kiếm những hướng đi phù hợp với xu thế của thị trường, nhưng vẫn tận dụng được những nền tảng sẵn có của công ty, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái của Senland, tạo cơ sở cho sự phát triển vững chắc và bền vững trong dài hạn.
Bên cạnh việc tiếp quản đầu tư vào các dự án mới, thu hẹp mạng lưới bán hàng bất động sản, tập trung vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thực của khách hàng và làm việc với nhiều chủ đầu tư để tìm ra những hướng đi mới, cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của thị trường. Seven đẩy mạnh hợp tác với các đối tác ngoại có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản điều dưỡng để nhận chuyển giao công nghệ, triển khai mô hình này tại Việt Nam. Năm 2023, Seven chính thức ký kết hợp tác và đầu tư mua cổ phần để trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư bất động sản Fosun Group, nhằm tận dụng tối đa nền tảng công nghệ hiện có của Senhome.vn, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản, đẩy mạnh và chiếm lĩnh thị phần mảng bất động sản thổ cư. Đặc biệt sau nhiều năm nghiên cứu và khảo sát thị trường thế giới, Senhome đã chính thức tham gia vào lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực có kỹ năng cho thị trường quốc tế. Chính thức triển khai từ tháng 6 năm 2023, thông qua công ty con là công ty cổ phần Senhome Academy, Senhome kỳ vọng sẽ giúp hàng vạn người trẻ Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục hàng đầu thế giới cùng những cơ hội việc làm toàn cầu. Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ trong năm 2023 đạt được như sau: doanh thu tuần theo kế hoạch là 3.500 tỷ, thực hiện là 393,7 tỷ, hoàn thành 26,7% kế hoạch. Nội dung lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 168 tỷ, thực hiện được 4,9 tỷ và đạt 2,9%. Ghi nhận các thành tích và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, trong năm 2023, Senhome tiếp tục được ghi nhận bằng giải thưởng top 10 sản giao dịch bất động sản tốt nhất năm của tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam Vietnam và Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam Vietnam tổ chức phối hợp tổ chức của mình chọn. 2. Báo cáo về thực hiện các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty. Dựa trên tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AACSC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ. Hội đồng quản trị chỉ đạo ban tổng giám đốc tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AACSC, hoàn thành công tác soát xét kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 và đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty đã tiến hành phân bổ lợi nhuận vào các quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Về thực hiện kế hoạch chi cổ tức năm 2022, sau khi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, đối tác lớn trên thế giới giúp Senhome vươn mạnh ra thị trường quốc tế. Mở rộng hệ sinh thái, các công ty xoay quanh nền tảng cốt lõi là dịch vụ bất động sản với mục tiêu phát triển các dịch vụ phù hợp với xu thế của thị trường, sử dụng và làm gia tăng giá trị của các bất động sản và tăng tính thanh khoản của thị trường bằng việc triển khai các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo, trải nghiệm và hướng nghiệp, du học nghề, dịch vụ điều dưỡng chất lượng cao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và cung ứng nhân lực cho các thị trường lao động nước ngoài, tập trung mạnh vào thị trường Đức và tìm kiếm mở rộng các cơ hội cho những thị trường mới ở Nhật Bản, Australia, Canada. Xây dựng hệ thống đào tạo bài bản ngay từ trong nước với mô hình khép kín, học viên, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội. Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ và công tác quản trị. Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, kính thưa quý cổ đông, tôi xin thay mặt cho đoàn chủ tịch xin trình bày báo cáo của ban tổng đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau. Một, tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2023. Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn đối với thị trường bất động sản Việt Nam khi thanh khoản giảm mạnh, các lãnh đạo trong tập đoàn cùng lộ trình mạnh mẽ, kinh nghiệm hơn 21 năm sẵn có trong ngành bất động sản, ban điều hành vẫn vững vàng và nỗ lực xoay chuyển tình thế phù hợp với chiến lược kinh doanh điều chỉnh được ban lãnh đạo đề ra, tiết giảm đầu tư vào các dự án mới, nhanh chóng thu hẹp mạng lưới bán hàng, tập trung vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng và làm việc với nhiều chủ tư để tìm ra những hướng đi mới, cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, Senhome cũng tìm kiếm sự hợp tác với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và điều dưỡng để nhận chuyển giao công nghệ, triển khai mô hình này tại Việt Nam. Năm 2023, Senhome cũng chính thức tham gia vào mảng bất động sản thổ cư và nhà lẻ bằng việc chính thức mua lại cổ phần để trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần dịch vụ đầu tư bất động sản Fosun Group. Đặc biệt, trên cơ sở nền tảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, sau nhiều năm nghiên cứu và khảo sát thị trường thế giới,
xe này chính thức tham gia vào lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực có kỹ năng cho thị trường quốc tế từ tháng 6 năm 2023 bằng việc công ty con là công ty cổ phần Sen Academy triển khai chương trình đào tạo tiếng Đức và chương trình du học kép tại Cộng hòa Liên bang Đức. Những hoạt động kinh doanh mới này bước đầu đã có những đóng góp vào doanh thu của Selen. Kết quả kinh doanh của 2023 cụ thể như sau: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.026 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 933 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng, tổng tài sản 7.101 tỷ đồng. Chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Mục 2, mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Thứ nhất, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Bước sang năm 2024, tình hình thị trường bất động sản có nhiều biến chuyển tích cực khi các nút thắt pháp lý, vốn, thanh khoản dần được tháo gỡ. Kỳ vọng sự phục hồi bắt đầu bước vào một chu kỳ mới với tính chất an toàn, bền vững, lành mạnh. Sẵn sàng đón nhận sự phục hồi của thị trường và những thử thách mới trong năm 2024, Selen đặt kế hoạch doanh thu tuần đạt 3.250 tỷ đồng, tăng trưởng 248% và lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, tăng trưởng 4.389%. Cùng với sự chỉ đạo của hội đồng quản trị, ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo một số chỉ tiêu doanh thu chủ yếu như sau: doanh thu môi giới bất động sản đạt 1.000 tỷ, tăng 205% so với thực hiện năm 2023 là 327,9 tỷ đồng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 308% so với thực hiện năm 2023 là 490,2 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ đào tạo, tư vấn du học và cung ứng nhân lực đạt 150 tỷ đồng, tăng 327% so với thực hiện trong năm 2023 là 35,1 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê văn phòng và các hoạt động khác đạt 100 tỷ, tăng 24% so với thực hiện năm 2023 là 80,5 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần năm 2024 theo kế hoạch là 3.250 tỷ đồng, đạt vượt 248% so với thực hiện năm 2023 là 933,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 220 tỷ đồng, tăng 4.389% so với thực hiện năm 2023 là 4,9 tỷ đồng. Thứ hai, các giải pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024. Bước sang 2024, Selen tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm thật, tạo lợi ích thật cho thị trường, nhà đầu tư, đối tác và khách hàng. Trên cơ sở định hướng chiến lược của hội đồng quản trị, ban tổng đốc đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2024 như sau: mở rộng mạng lưới bán hàng, tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bất động sản để đáp ứng nhu cầu phục hồi thị trường, tái cấu trúc hệ thống quản lý bán hàng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, tìm kiếm các dự án tốt đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng và nhà đầu tư theo từng giai đoạn phát triển của thị trường, đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án đã đầu tư và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, nhận chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điều dưỡng và hợp tác với các chủ tư bất động sản sinh thái để phát triển mô hình bất động sản điều dưỡng nhằm thu hút các khách hàng nước ngoài, thu hút ngoại tệ về cho đất nước và làm sống lại các khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Việt Nam. Trên cơ sở nền tảng trung tâm đào tạo Sen Academy và hệ thống tư vấn tuyển sinh đã xây dựng được từ năm 2023, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tăng cường hợp tác với đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam để đảm bảo chất lượng giảng viên, đa dạng hình thức học, chương trình du học, chương trình đổi bằng và hỗ trợ tối đa cho học viên trong quá trình đào tạo tại Việt Nam và nước ngoài. Mở rộng mạng lưới đối tác tại thị trường có nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao tại Đức và các nước châu Âu hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Australia. Nâng cao năng lực quản trị hệ thống bằng việc triển khai các hoạt động đào tạo cho đội ngũ quản trị, tăng cường các hoạt động thanh tra, giám sát, quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị hệ thống. Trên đây là báo cáo của ban tổng đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024. Thay mặt cho ban tổng đốc, tôi xin kính chúc cổ đông và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa đại hội, tôi xin thay mặt ủy ban kiểm toán trình bày báo cáo của ủy ban kiểm toán về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Một, hoạt động của ủy ban kiểm toán. Nhân sự ủy ban kiểm toán hiện tại gồm hai thành viên: ông Nguyễn Đức Vui, chủ tịch ủy ban kiểm toán, và Nguyễn Thị Hoàng Anh, thành viên ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán hoạt động theo quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2021. Tổng kết các cuộc họp,
Ủy ban kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 với sự tham gia của các thành viên như sau. Thành viên dự họp nhiệm kỳ cũ 2018-2023, ông Nguyễn Đức Vui, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, số buổi tham dự 2/2, tỷ lệ tham dự 100%. Ông Vương Văn Tường, thành viên Ủy ban kiểm toán, số buổi tham dự 2/2, tỷ lệ tham dự họp 100%. Nhiệm kỳ mới 2023-2028, ông Nguyễn Đức Vui, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, số buổi tham dự 4/4, tỷ lệ tham dự 100%. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, thành viên Ủy ban kiểm toán, số buổi tham dự 4/4, tỷ lệ tham dự 100%. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của công ty, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán, xem xét sổ sách kế toán các báo cáo tài chính năm 2023, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về điều lệ công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, thành lập phòng kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của công ty theo các quy định tại Nghị định 05/2019 Nghị định Chính phủ ngày 22/1/2019 của Chính phủ và Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong công ty. 2. Kết quả thực hiện kiểm tra đánh giá một số hoạt động chính. Về kết quả kiểm tra đánh giá báo cáo tài chính, việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Ủy ban kiểm toán đã xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2023 và đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Ủy ban kiểm toán đã kiến nghị với Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AASC để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của công ty. Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch. Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023, chiến lược phát triển do Hội đồng quản trị đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành bất động sản nói chung cũng như tình hình của công ty nói riêng. Ban tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi các chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật về điều lệ công ty. Về nhân sự, ban tổng giám đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Ủy ban kiểm toán đã xem xét báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2023 và đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập và các số liệu được lập. 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc. Ủy ban kiểm toán trực tiếp tham dự các cuộc họp trực tiếp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản liên quan của Hội đồng quản trị trong năm 2023. Ủy ban kiểm toán tổ chức xem xét kỹ những đề xuất, những nghị quyết trình Hội đồng quản trị thông qua trong các cuộc họp. Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về sai phạm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban tổng giám đốc, cũng như chưa nhận thấy có dấu hiệu vi phạm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc. Về sự phối hợp của Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cổ đông, Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ phối hợp cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban kiểm toán trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm toán trao đổi và báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp về kế hoạch hành động phù hợp. Về báo cáo đánh giá giao dịch giữa công ty và các bên liên quan, căn cứ điểm D khoản 2 điều 284 Nghị định 155/2020 Nghị định Chính phủ quy định về việc giám sát báo cáo các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2023 chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch nào giữa công ty với công ty mà người có liên quan là thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc sai quy định. Nhận xét và kiến nghị. Về nhận xét, trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản và đặc biệt việc siết chặt tín dụng của ngân hàng vào cuối năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan,
hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được triển khai theo kế hoạch nhưng không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán kiên định với mục tiêu phát triển an toàn hiệu quả, tiếp tục củng cố và phát triển mạng kinh doanh cốt lõi của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ tinh gọn và hiệu quả, có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị, có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục áp dụng công nghệ nhằm tăng hiệu quả hoạt động, phát triển và hoàn thiện nền tảng senhome.vn, nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội mới tại thị trường quốc tế, bổ sung cho hoạt động kinh doanh ở trong nước, kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị. Về 4, định hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024. Định hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024 như sau: phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. 1.278.142.672 đồng, doanh thu phần là 933.743.541.848 đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế là 4.907.312.660 đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế là 2.055.354.533 đồng. Các chỉ tiêu chủ yếu tại báo cáo tài chính riêng như sau: chỉ tiêu thứ nhất, tổng tài sản là 6.762.636.802.543 đồng. Chỉ tiêu doanh thu phần là 7.752.472.715.907 đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế là 10.867.278.137 đồng. Lợi nhuận sau thuế là 8.155.464.591 đồng. Nội dung chi tiết theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ được công bố trên website www.celem.vn. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua năm 2023 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán và tiền lương của ban tổng giám đốc như sau: 1. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được xác định trên kết quả kinh doanh của công ty mẹ. Chỉ tiêu thứ nhất, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất là 2.055.354.533 đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất là 2.003.729.301 đồng. Do ảnh hưởng và khó khăn chung của thị trường bất động sản, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty đã giảm đi rõ rệt so với những năm trước đây. Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: thứ nhất, không trích lập lợi nhuận sau thuế năm 2023 vào các quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi; thứ hai, giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2023 tại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đối với phương án trả cổ tức cho cổ đông, hội đồng quản trị đã báo cáo cụ thể tại báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại phiên họp này. Nội dung thứ hai, hội đồng quản trị báo cáo và kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán và tiền lương của ban tổng giám đốc như sau: tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán và tiền lương ban tổng giám đốc trong năm 2023 là 2.759.540.087 đồng. Việc chi trả thù lao của hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán và tiền lương của ban tổng giám đốc tuân thủ theo đúng phương án đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết bao gồm: thù lao của hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán là 568.694.445 đồng, tiền lương của ban tổng giám đốc là 2.190.845.642 đồng, tiền thù lao chi trả cho các thành viên của hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán trong năm 2024 dự kiến là 1 tỷ đồng, tiền lương của ban tổng giám đốc công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên. Chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Tiếp theo là tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2024 của công ty như sau. Giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, trong đó ưu tiên các công ty sau: 1. Công ty trách nhiệm hạn Deloitte Việt Nam. 2. Công ty trách nhiệm hạn KPMG Việt Nam. 3. Công ty trách nhiệm hạn hãng kiểm toán AASC. 4. Công ty trách nhiệm hạn kiểm toán Vaco. 5. Công ty trách nhiệm hạn kiểm toán và định giá quốc tế. Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa đại hội, sau đây xin phép trình bày tờ trình của hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Chu Hữu Chiến. Kính gửi đại hội đồng cổ đông, căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020 được ban hành ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bởi luật số 03/2022 ngày 11/1/2022, căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ, căn cứ đơn từ nhiệm của hội đồng quản trị, căn cứ đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Chu Hữu Chiến được gửi đến công ty vào ngày 1/4/2024. Hội đồng quản trị ký trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau. Ngày 1/4/2024, công ty đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Chu Hữu Chiến. Căn cứ vào khoản 4.26 điều lệ công ty, hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Chu Hữu Chiến. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của công ty thông qua. Sau khi đơn từ nhiệm của ông Chu Hữu Chiến được chấp thuận, hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ nhiệm kỳ 2023-2028 hoạt động với 5 thành viên còn lại và có các quy định về cơ cấu hội đồng quản trị theo pháp luật hiện hành và điều lệ của công ty. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt hội đồng quản trị, chủ tịch Nguyễn Trung Vũ đã ký. Kính thưa các cổ đông, thực ra trong năm vừa rồi nó có một cái kinh doanh bất động sản có thể nói là cực kỳ khó khăn, và đặc biệt là nó có một cái thứ gọi là, nếu mà thị trường bất động sản ở Việt Nam có thể nói là rủi ro nhất thế giới, chắc là không đâu trên thế giới kinh doanh bất động sản nó lại rủi ro đến như thế. Chính vì vậy thì chính nhờ những lúc mà nó khủng hoảng như vậy, chính nhờ những lúc mà nó khó khăn như thế, thì có rất nhiều các bạn cũng như các cổ đông và các phóng viên có hỏi là tại sao Sen Group bị nhảy vào cái mảng nhân lực này, và đặc biệt là hôm nay xuất hiện là anh Hai Tây Hùng. Giới thiệu với cả quý vị, anh Hai Tây Hùng là anh ấy là người mà 25 năm trước chính là người gọi là Trinh Tây Đại Tướng Quân xuất khẩu phần mềm cho FPT. Và anh Hùng đã có 24 năm ở nước ngoài, trong đó thì có khoảng 9 năm ở Canada, 5 năm ở Đức, 6 năm ở Ba Lan và 3 năm ở Mỹ. Và anh ấy là người mà khởi xướng ra cái FPT. Sau 25 năm thì mọi người thấy là kết quả của FPT, họ làm về nguồn nhân lực nó tốt như thế nào, và vấn đề là outsource phần mềm với thế giới nó tốt như thế nào. Chính vì vậy thì chúng tôi là những người kinh doanh, chúng tôi thấy rằng là đây là một cơ hội rất lớn khi mà thị trường bất động sản nó quá rủi ro như thế này. Ví dụ như quý vị có thể nhìn thấy trong báo cáo tài chính là hiện nay là chúng tôi đang đầu tư thứ phát là khoảng 4.000 tỷ, hơn 4.000 tỷ, mà các quý cổ đông chờ đợi nhất của năm nay chính là cái dự án của Louis Hoàng Mai. Mà dự án Louis Hoàng Mai thì theo cam kết của chủ tư thì nó vào khoảng 31/5, nhưng mà theo cái dự toán của tôi tính thì nó sẽ vào trong quý 2 hoặc là chậm nhất là quý 3 thì sẽ kết thúc cái việc này. Đó, bởi vì hôm trước người ta đã đóng được nợ nhà nước khoảng 1.400 tỷ, nhưng mà đóng cho thành phố thì đã được 758 tỷ rồi, và có thể là trong tuần này sẽ đóng nốt được khoảng 100 tỷ. Thế thì dần dần đang đóng, tức là cái việc của chúng tôi thì hoàn thành rồi, nhưng mà việc của chủ đầu tư thì lại kéo kẹt nợ nhà nước,
nên là thành ra là xem không có ảnh hưởng gì cả, chỉ có chờ chủ đầu tư để chủ tư hoàn thành thôi. Đây là cái rủi ro của nhà đầu tư tư pháp, nó rủi ro ở cái chỗ là khi mà tình hình bất động sản nó lên rất là cao, sau đó nhà nước thắt chặt tín dụng, rồi sau đó nó bắt bớ rất nhiều, nó dẫn đến có rất nhiều vấn đề như nợ nần, chúng tôi cũng bị ảnh hưởng theo, nên là nó không có lợi nhuận. Ví dụ như những dự án như những chủ tư mà chúng tôi đã hợp tác từ trước như của Tân Hồng Minh hoặc là FLC, rất rất nhiều chủ tư thì chúng tôi hoặc là khó khăn trong đợt vừa rồi như kiểu Novaland, rất rất nhiều chủ tư họ rất là khó khăn, nên là chúng tôi cũng bị khó khăn theo. Và đấy là cái thứ mà chúng tôi đang tồn đọng khoảng 4.000 tỷ của cái việc đầu tư chứng khoán, nó có thể chính ghi rất là rõ. Thế chính vì vậy vậy thì chúng tôi mới thấy rằng là chúng tôi cần phải làm cái gì đấy mà nó không phù hợp vào cái việc này. Đây chúng tôi mới nhìn ra cái mấy mảng, đặc biệt là cái mảng mà chúng tôi làm ở thị trường Đức và thị trường Nhật, là vấn đề là outsourcing nguồn nhân lực. Ví dụ những cái nước đó họ rất là thiếu nguồn nhân lực thì chúng tôi sẽ trước mắt là chúng tôi sẽ đào tạo các cháu có tay nghề ở Việt Nam, và sau đó chúng tôi sẽ có những công ty mà sẽ nhận gọi là công ty về xuyên với cả công ty về hạng kèm, tức là những cái công ty về cho thuê nguồn nhân lực hoặc là mình outsource một cái phần nào đó nó không phải là ngành IT để làm cho những thị trường họ cần. Ví dụ như giả sử ở Nhật hiện nay họ đang thiếu khủng khiếp cái mức mà khi du lịch phục hồi ấy, họ thiếu những cái nguồn nhân lực mà làm phòng khách sạn họ không có, trong đó Việt Nam thì rất là nhiều, nên chúng tôi cần phải đào tạo kinh nghiệm và đào tạo những kỹ năng có tay nghề này. Mà rất là hay, từ năm 2024 thì Nhật chính thức bỏ cái việc là nhận xuất khẩu lao động phổ thông, đó gọi là thực tập sinh. Họ gần chính thức bắt đầu bỏ dần cái việc thực tập sinh, họ chuyển sang cái gọi là lao động có tay nghề, nó gọi là tô tê gino, tức là bỏ, họ chuyển sang những cái lao động có tay nghề như vậy. Để dẫn đến việc là xem rất cảm thấy cái việc này rất hứng thú, tức là vừa đào tạo tiếng Nhật vừa đào tay nghề tại Việt Nam, và qua một cái kỳ thi thì sẽ được sang Nhật ở Việt luôn. Đây chính vậy thì xem đang tập trung vào cái việc thị trường Đức và thị trường Nhật rất là lớn, và như vậy thì chúng tôi muốn làm như vậy để nó tránh cái rủi ro ở trong nước của cái thị trường bất động sản này. Thế thì dự kiến là năm nay thì cái nguồn thu từ cái thị trường đó thì nó rơi vào khoảng 150 tỷ về doanh thu, nhưng mà sang năm thì nó khoảng 500 tỷ, và 2026 thì khoảng 1.000 tỷ, và từ đó sẽ tăng lên rất rất là nhanh. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi mất trong khoảng chúng tôi mới làm khoảng 10 tháng từ tháng 6 năm ngoái, và bây giờ là tháng 4, nên là chúng tôi mới làm 10 tháng thì ghi nhận doanh thu nó khoảng gần 40 tỷ, năm ngoái gần 40 tỷ, và năm nay thì khoảng 150 tỷ, nó sẽ tăng lên rất rất nhanh. Và các quý vị nhìn thấy FPT là một công ty của Việt Nam, và bây giờ họ phát triển có thể nói là gần như là các cổ phiếu của họ cũng như các cổ đông sẽ thấy cảm thấy rất là hứng thú, và họ nhảy với nguồn nhân lực chất lượng khá cao, tức là về IT cũng như là về AI, nhưng mà xem nhảy về những cái mảng khác, tức là những cái mảng cũng về công nghệ, nhưng mà đó là công nghệ về tay nghề, và đặc biệt là người Việt Nam rất là khéo léo và rất là giỏi trong việc này. Trong tất cả các nước Đông Nam Á thì ở người Việt Nam được đánh giá cao nhất ở những thị trường như kiểu Nhật và thị trường Đức, nên chúng tôi là những doanh nhân chân chính và không có bị phụ thuộc vào cái việc mà những lãnh đạo hoặc là theo cái trường phái gì cả. Chúng tôi làm rất là chân chính, nên là chúng tôi cảm thấy là chúng tôi đang đi rất là đúng hướng, và cảm thấy là có những cái thực sự là có hào hứng trong cái việc này. Thế thì có mấy anh em thì anh Hưng thì gần như là các quý vị biết là phụ trách cái vấn đề về PR truyền thông rất là tốt, hình ảnh rất tốt cho xem. Còn thì tôi là nhiệm vụ chính là phụ trách tất cả những vấn đề về kinh doanh. Cứ cái gì mà ra số tôi nhìn thấy rất nhanh, cái gì mà ngày mai có tiền là có là tôi rất là giỏi cái việc này. Tôi phải thừa nhận là trong tập đoàn của tôi là giỏi nhất. Còn thì tôi cũng rất là vui là trong vòng khoảng 6 tháng trở lại đây thì cái cơ duyên khi mà nhảy vào cái mạng kiến Đức thì gặp một anh nước ngoài. Mà anh nước ngoài thì giới thiệu cho chính là anh Hùng Henry. Mà anh Hùng Henry thì lại là bạn thân của mình từ 25 năm trước ở trong FD. Rồi đó là chưa mở công ty thì đã anh em đã biết rất là nhau. Và rất là kính nể anh Hùng thì mời nhân duyên là mời anh Hùng về. Thì anh Hùng phụ trách cái mạng về vận hành. Tức là bây giờ vận hành trường như thế nào, vận hành trung tâm tiếng như thế nào, vận hành về bất động sản điều dưỡng ra sao, vận hành về trường xanh thực hành trải nghiệm như thế nào, để làm hồi sinh những cái bất động sản của Việt Nam đang khó khăn như nào, thì anh Hùng là một người mà cực kỳ tâm huyết trong cái mảng đào tạo này. Đấy, thế thì
nói rằng là chúng tôi cảm thấy là chúng tôi có những cái bộ khung và rất là chắc chắn. Còn ở bên dưới thì có anh Hùng, chị Hồi, thì chị Hồi rất là giỏi trong cái việc là đầu tư thứ phát, tức là cái này mua rồi ngày mai bán cái gì đấy là ra tiền rất là nhanh. Còn anh Hùng thì về quản trị những cái vấn đề về nhân viên môi giới thì đã làm nhiều năm và cũng có rất là kinh nghiệm. Trước kia thì có anh Chiến, thì Chiến thì là tập trung vấn đề về tài chính thôi, nên chúng tôi hơi bị mệt trong cái vấn đề là điều hành kinh doanh. Nhưng bây giờ chúng tôi có những người tướng về kinh doanh rất là tốt, nên chúng tôi cảm thấy là công ty đang đi khá đúng hướng. Mặc dù chắc là quý vị biết rằng là thì bất động sản thì gần như không có công ty nào, có thể nói là không có công ty nào tốt cả trong 2 năm trở lại vừa qua. Nhưng tôi dám khẳng định rằng là năm 2024 này là xem là rất tốt, bởi vì xem là biết cách triển khai và chuẩn bị những cái thứ nó đường dài và không bị lệ thuộc vào cái việc là chính sách giật cục của thị trường bất động sản, không bị lệ thuộc vào cái chiến dịch đốt lò, không bị lệ thuộc vào rất nhiều thứ quá rủi ro, phải nói là vô cùng rủi ro của thị trường bất động sản Việt Nam. Đó là như vậy. Ví dụ như trước kia tôi nhớ là bán bất động sản để môi giới thì cùng lúc tôi có thể bán đi khoảng 40 chủ tư. 40 cùng lúc có thể có những thời kỳ cao điểm là bán khoảng 28 cho đến 40 dự án cùng lúc của 40 chủ tư khác nhau. Nhưng bây giờ giỏi lắm thì trên thị trường nó chỉ còn có khoảng chục chủ tư thôi, hoặc mười mấy chủ tư thôi, không còn thấy chủ tư khác có thể sống được. Chỉ còn một số chủ tư, hoặc phần lớn chủ tư đấy là đều phải rất là có quan hệ tốt với ngân hàng, và đặc biệt là có những đại dự án. Mà các anh chị biết là đại dự án ấy thì là họ không cho xem độc quyền, họ phải gọi rất nhiều các sàn họ bán. Nên chính vì thế chúng tôi thấy rằng cái việc là môi giới nó đang đi vào một cái hình thái khác, nên chúng tôi phải chủ động đứng trên đôi chân của mình khi chúng ta đang lợi thế về mặt thương hiệu, lợi thế về mặt tài chính. Nên chúng tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình, và chúng tôi sẽ thu hẹp cái việc mà tức là sẽ làm chắc chắn cái việc về môi giới để cho nó hiệu quả. Còn việc đầu tư thứ phát thì chúng tôi vẫn tập trung, bởi vì đấy là nghề của chúng tôi đấy. Nhưng mà chúng tôi phải bắt buộc phải mở những mảng mới, và đặc biệt là có hai thứ quan trọng nhất của đất nước Việt Nam. Là thứ nhất là nguồn thu từ bất động sản, đấy là nguyên liệu sản xuất rất là lớn rồi. Nguồn thu lớn nhất của ngân sách cũng là bất động sản. Nhưng mà của cái nguyên liệu sản xuất, của cái quan trọng nhất, của cái nguyên liệu sản xuất quan trọng nhất chính là con người Việt Nam, thì lại là chúng ta chưa khai thác triệt để các em các cháu ra trường thất nghiệp nhiều quá, đi làm Grab nhiều quá, đi vận chuyển đồ ăn nhiều quá, không có việc nhiều quá. Nên chúng tôi muốn biến những cái thứ bình thường như vậy trở thành những cái tài nguyên và mang tiền về cho đất nước. Nên chính vì vậy thì thực sự là bên ngoài mọi người nói rằng là chúng tôi có thể rất là khó khăn, hoặc là nhìn báo cáo tài chính có thể là không đẹp, nhưng mà bên trong thì thực sự là công ty đang rất cảm thấy là rất đoàn kết, anh em rất đoàn kết, và anh em đang rất mạnh mẽ và rất là triển khai những hướng mới, cũng như là làm củng cố thêm, xứng đáng là một công ty là trên sàn chứng khoán, là nó phải phát triển bền vững. Và nó là những, nó cũng rất may là thực sự là anh Hùng với cả anh Vũ cũng như chị Hồi là ba người đã từng làm FPT rất nhiều năm. Anh Hùng thì làm rất nhiều năm, Vũ cũng làm rất nhiều năm, và Hồi cũng làm rất nhiều năm FPT. Và thực sự là những doanh nghiệp và những doanh nhân như Trương Gia Bình cũng như là ban lãnh đạo FPT thực sự là tấm gương chúng tôi. Tôi phải nói thật sự là như thế, họ là một tấm gương rất lớn và xứng đáng để chúng tôi học tập. Và chúng tôi muốn đưa Sen Group, Senland thành một công ty toàn cầu. Trước mắt là những thị trường rất lớn và rất đẳng cấp, và thứ ba, thứ tư thế giới, đó là thị trường Nhật Bản và thị trường Đức. Đó là như vậy. Thì mình dùng một chia sẻ. Xin cảm ơn em cũng rất là tổng quát về thị trường bất động sản cũng như là những cái tiềm năng và cơ hội của Sunland trong thời gian tới. Chủ tịch cũng có nhắc đến một người anh mà đã có cơ duyên cũng như là chúng tôi được gặp và làm việc trong 6 tháng vừa qua, đó là anh Trần Văn Hùng, là phụ trách về khối vận hành và khai thác của tập đoàn Sun Group, là cũng là công ty mẹ của Sunland. Thì sau đây xin mời Hùng có vài chia sẻ với quý cổ đông cũng như là và có việc báo chí về cái mảng hoạt động quản lý vận hành cũng như là cái xu hướng phát triển của những loại hình bất động sản mới hiện nay như thế nào, và định hướng chiến lược của Sen Group cũng như là của Senland trong những lĩnh vực như thế nào xin mời. Tôi đứng ra đây được không? Vì tôi là thầy giáo.
chúng ta ngồi không nói được. Trước đây một tí rồi không? Được anh. Thì mình không phải vô nó nhắc đến cái đời 1998. Thực ra tôi năm nay là 64 tuổi. Đến lúc vô tình nhờ một cái bạn ở Đức dù đến gặp sếp, nó bảo là đến gặp sếp của ta. Mà đi thấy cụ, có phải anh Hùng Henry không? Mình về hưu rồi. Thế mà sau khi nói chuyện một chút thì khoái. Và cô bảo là phải làm đi, phải làm em. Thế thực ra mình nói thật là mình nói một cái vụ, nếu mà về để làm 1 tỷ thành tỷ 1, tỷ 2 thì tớ không về. Nhưng mà nếu làm một cái to thì về. Thế cô bảo thì hay quá, có vẻ giống nhau. Bởi vì người này tuổi rồi mà đi kiếm thêm một số tiền để làm cái gì. Nhưng mà làm một cái FPT nữa là đáng lắm. Lúc ấy chém. Thực ra lúc mà bà anh Bình làm xuất khẩu phần mềm cũng chẳng ai tin. Và bà ấy nói thật điên. Và thực sự nói với các bạn là nó gọi là hội nghị Furama ở Đà Nẵng. Thì có hai người ủng hộ tôi là bà Phòng Thời Gian và anh Trường Thời Bình. Và hôm đấy anh Bình nói, thôi mày muốn cái gì tao cho mày cái đấy. Thì chọn được 13 ông, như FPT thích như số 13. Và ngày hôm nay tổng số thì khoảng 200 người, trong đó có cả Vũ và cả Khôi. Còn ngày hôm nay thì tổng các loại khoảng 200.000 người, cũng là điên rồ. Vừa rồi gặp nhau, mấy anh em gặp nhau lại thì cũng may nhỉ, chén nhiều cũng may. Và các bạn ạ, FPT thì các bạn chỉ thấy là FPT giàu giỏi thì các bạn không biết rằng thế giới sợ FPT. Đây là một công ty toàn cầu ghê gớm, 7.000 người làm ở Texas, hơn 3.000 người làm ở Nhật Bản. Và gần như đánh bật các cái độ phần mềm của Ấn Độ ra khỏi thị trường Nhật. Từ kia cho đến thế giới, công ty mà 200.000 cũng sợ đấy chứ, được khắp đất. Thôi thì cái câu chuyện nó cũng như thế. Thế thì gặp Vũ, lại có một cái giống vừa rồi trước Tết, mấy em ngồi với nhau. Thì anh Bình vẫn muốn làm con chip, các bạn làm rồi, thì mình anh chém là anh sẽ làm chip, rồi trung tâm chip ra Việt Nam. Thế thì, nhưng mà làm chip thì bạn biết rồi, đâu có cần nhiều người. Một ông nghĩ ra con chip từ cả thế giới đi theo, tức là không cần nhiều. Nhưng sản xuất chip thì lại cần nhiều tiền, cỡ hàng tỷ đô la mới có được một máy chip. Thì FPT cũng không định làm. Vậy thì làm quá phải test, thì lại cần người. Cho nên FPT thì 30.000 người làm tới. Nhưng mà người chất lượng rất cao. Quay lại chỗ này, thôi về bất động sản thì các bạn là giỏi rồi thôi, tốt lắm. Nhưng mà nếu mà khai thác dịch vụ trên để khai thác bất động sản đó, cái gì mà chẳng phải có đất, làm gì mà có đất. Thế thì bây giờ mới là cái tôi muốn nói thật. Tức là tôi rất thích công nghệ. Cho phép tôi lang thang tí nhé. Nhưng mà thích, chỉ là thích và rất thích thôi. Nhưng có một lần đọc quyển sách, chắc các bạn biết rồi, Tô Thôn Trang, cô bé quyển sách. Thì lúc đấy tôi hiểu rằng là tôi thích giáo dục và tôi mê giáo dục. Và tôi dựng ra trường học xanh, một trong những cái mà tôi đang áp tay vào cho đây. Và trường học xanh tôi làm gần 20 năm, dạy trẻ khó. Tôi không gọi là trẻ cá biệt. Nếu gọi trẻ cá biệt là mình đã đẩy cho nó sang quá khác nữa rồi. Trẻ khó tức là con một thì khó, con nhà giàu thì khó, con nhà nghèo thì khó, vân vân. Thế thì tôi làm những cái bọn đó, các em đó, tức là ăn cắp, ăn trộm, trốn học, bỏ nhà, nghỉ thêm, vân vân. Và tôi dùng cả phương pháp gọi là hypnotherapy, dùng ngựa để trị liệu người. Ngựa nó có ngựa giáo dục, ngựa y tế, ngựa thể thao, vân vân. Và tôi làm khoảng gần 20 năm. Tôi nói là cực kỳ thành công. Nhưng chỉ có điều là tôi chẳng có đất, tôi khác gì cả. Tôi đón được nhiều nhất khoảng 100 em. Đến lúc gặp ông Vũ bảo, ôi là người mẹ anh thiếu đất, em cho, lại có tiền, không nhiều nhưng cũng đủ thử. Tức là mình có bộ. Và chắc chắn tôi bộ phải bộ. Vì vậy là cái việc thứ nhất trong cái năm này mà muốn nói với cổ đông là trường học xanh.
Trường học xanh tôi đặt tên là trường xanh học kỳ 3. Học kỳ 1, học kỳ 2 các cháu học ở trường rồi. Nhưng học kỳ 3 thì đến với cả xanh. Thì các bạn biết rồi, tất cả các cái, hầu hết tôi không dám nói tất cả, là hiện nay mọi người tổ chức cho các cháu đi dã ngoại ấy, được 2 ngày 1 đêm, 3 ngày rồi. Và thường là dùng qua công ty du lịch. Và công ty du lịch không phải là công ty giáo dục. Và đến nơi là team building, là kéo co, là thổi bóng bay, là nhảy lò cò, vân vân. Cái gì ở đây nhỉ? Thì ăn luôn hay là mình mở luôn tiệm ăn nữa. À, thế thì tôi bắt đầu hơi sợ cái chuyện team building này. Vì cứ đến nơi gặp nhau là phải team building, phải kéo co, phải nhảy lò cò, phải thế nào kia. Thì trường xanh học kỳ 3 của SEN ra đời, ra rồi, đang làm đại lại. Chúng ta có những cái lớp mà chúng ta đang làm, nhưng tôi nhảy vào luôn. Và chúng ta làm hai việc. Việc thứ nhất là giáo dục xanh. Xanh là thực tế, là trường tồn, là nghiên cứu. Bây giờ mọi thứ nó đen quá. Thôi, đã lang thang thì nói nốt để một tí rồi để các bạn hiểu về đây chắc là cũng là cả bố mẹ được cả rồi. Nếu trong giáo dục nó có 4 tầng nhé, giá trị sống, kỹ năng sống, nghệ thuật sống và minh triết sống, thì cả nước bây giờ cứ đua nhau đi làm kỹ năng sống. Kỹ năng dạy con làm giàu để nó kiểu. Những cái phần nghệ thuật sống, cái giá trị sống cực kỳ quan trọng. Ví dụ như bạn thấy không, người ta nói là có thực mới vượt được đại, thì người ta hiểu ngay đấy là giá trị của hành cảm, đấy là giá trị sống. Nhưng ăn trong nồi, ngồi trong gớm, đấy là kỹ năng sống. Rồi học ăn, học nói, học có, học mở, đấy là nghệ thuật sống. Và trên cùng nó là ai ơn những bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần, đấy là minh triết sống. Và trường xanh sẽ làm, đây là mảng thứ nhất. Mảng thứ hai, nó rất may cho chúng ta, nó ra được một cuốn sách, một môn học, nó gọi là học tập trải nghiệm hướng nghiệp, thành môn học thật, bắt buộc. Cái kia ta chỉ làm được cuối tuần thôi, nhưng vì có ra cái môn đó, học tập trải nghiệm hướng nghiệp, mất bao nhiêu mấy ngàn tỷ để chúng ta ra quyển đó, và học sinh 50 tiết một học kỳ, bắt buộc phải học, trong cái đó không có chỗ dạy, trải nghiệm gì, lại một bức tường này, không có thể dạy, cô giáo chủ nhiệm phải dạy môn đó, và không có giáo án nữa. Có giáo trình nhưng không giáo án. Mà dạy giáo án của những môn này rất khó, dạy nó biết ơn. Xong lại các em phải biết ơn nhé, phải cái lọ, phải cái chai. Nó ngủ gật hết. Hôm nào mời các bạn đến trường xanh ở trên kia để thưởng thức một buổi. Cuối tuần này thì các bạn cũng lên nhiều lắm. Thì mình triển khai cửa đó. Nếu triển khai cửa đó thì mình có độ khoảng 200 ngày đến 220 ngày trong một năm. Mình làm tốt, mình ký với được khoảng 100 trường. Xin lỗi bạn hội đồng cái gì đại hội biết rằng là chúng ta riêng Hà Nội có 2.400 trường. Nếu tôi chỉ cần ký với khoảng 100-150 trường thì ngày nào tôi cũng có 800-1.000 em ở trên đại học để học cái môn đó, không cần chờ cuối tuần. Và hiện nay một số trường đã tiếp cận rồi, và khi ký xong một cái là tôi đều đặt tôi làm việc triển khai quyển sách đó rất là hay. Còn các cái trung tâm khác, trung tâm đào tạo kỹ năng sống cái gì đấy, bản chất họ ở đây là chờ. Ngoài 27 trung tâm, ví dụ Vingroup, Olympia, họ có dạy thật một số thứ, nhưng mà mình vẫn thật ra thực sự là vì 15 năm tôi làm cái đó và rất vô tình và có duyên lại bắt đầu được quyển sách của mình nhận. Thứ hai là cái trung tâm xuồng kép. Cái đấy thì là anh Vũ anh lại làm trước thì tôi làm. Đấy, đúng luôn một cái thứ mà tôi rất mê. Và bây giờ chúng ta, tôi chỉ nhắc các bạn này, ngày xưa, ví dụ như là ngày xưa mọi người chọn nước Đức hay là chọn Canada để đi. Bây giờ Canada, Đức muốn chọn lại mình. Vì vậy họ sang đây và bảo đào tạo đúng chứ làm cái thằng đấy thì là đấy. Khác hẳn đấy nhé. Nếu mà nghe qua thì mọi người không để ý đâu. Một số dự án cụ thể như là Miss Hoàng Mai thì chủ tịch cũng đã trả lời rồi, anh cũng có thể cần bổ sung thêm cho cái này không? Tình hướng xử lý đối với dự án City Hoàng Mai như thế nào, và nếu như mà
chủ đầu tư tức là thiếu Louis mà không hoàn thành tiền thuế thì liệu công ty có chấp hành gì xử lý này không? Các bạn thì chủ tịch trả lời thêm một câu hỏi. Tức là ở đây quý cổ đông đang hỏi có hai dự án quan trọng nhất là dự án Hoa Tiên Paradise và dự án Nuôi Hồng Mai. Thì dự án Nuôi Hồng Mai thì chủ tư nợ thuế là khoảng 1.400 tỷ, thì bây giờ họ đã trả được khoảng 758 tỷ, và hiện nay là trong tuần này có thể trả nốt được khoảng 100 tỷ nữa. Nhưng mà vấn đề chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi đã có cái phương án cùng với khách hàng để bách chấp cái chuyện này. Nếu chủ tư mà có thể thiếu thì chúng tôi vẫn có thể phối hợp cùng với khách hàng để giải quyết nốt cái việc này để hoàn thành cho nhà nước chậm nhất là trong quý 3, bởi vì chúng tôi đang chờ động thái của chủ tư là tới ngày 31 tháng 5. Nhưng chúng tôi muốn bởi vì đây là cái việc quan trọng nhất trong 3.200 tỷ về doanh thu thì nó chiếm tới 2.000 tỷ của cái dự án này, nên chúng tôi chưa cộng cái dự án này vào chưa cộng bất kỳ một dự án nào ngoài cái dự án này, nên chúng tôi còn xử lý xong cái dự án này nó đã là 2.000 tỷ rồi, gần 2.000 tỷ rồi. Nên là quý vị hình dung là trong cái báo cáo kế hoạch kinh doanh hôm nay thì riêng dự án này đã là gần 2.000 tỷ, nên là chúng tôi chưa cộng một dự án nào ngoài cái dự án này, nên là cái việc này đây là việc quan trọng nhất của chúng tôi. Còn cái dự án của Hoa Tiên Paradise thì năm ngoái quý cổ đông rất là lo lắng, nhưng mà thực sự là trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì chúng tôi đã được gia hạn giấy phép và chúng tôi triển khai của cái dự án Hoa Tiên Paradise này một cách thành công, và bây giờ chỉ có việc là hoàn tất cái thủ tục, bởi vì năm ngoái không, nó bị vướng ở cái chỗ là giấy phép không gia hạn và thì đã hết hạn đầu tư. Thì 31 tháng 12 năm 2023 thì giấy phép đã được gia hạn và chúng tôi ung dung triển khai, nên là cái việc dự án Hoa Tiên Paradise này không còn gì phải lo lắng nữa. Cái quan trọng nhất chúng tôi cần tập trung đến là dự án Nuôi Hồng Mai thôi. Đó, và cái doanh thu của đầu tư Tư Pháp nằm ở đấy là dự án chính nhất. Cảm ơn chủ tịch. Đấy, đó là câu hỏi của số chị Bùi Thị Thủy Trang, chị Anh Ngô Anh Tú và chị Trần Thị Thu Trang. Đều là tập trung nội dung để tôi gộp lại để trả lời chung. Có một câu hỏi của số chị Thủy Trang liên quan đến kế hoạch tuyển dụng trở lại với môi giới hôm nay, và cái số lượng giao dịch năm 2024 thì về phụ trách mảng nguồn chắc là số định khoảng là chỉ hồi một số. Tức là về cái việc năm nay dự kiến là chúng tôi có công ty con là công ty Phố Xanh, và hiện nay họ giao dịch khá tốt, bởi vì những cái dự án không có nhiều nguồn cung thì Phố Xanh giao dịch khá tốt, nhưng mà cái phần trăm thu được từ một cái deal của Phố Xanh thì nó khá nhỏ. Thế là trong năm nay về tổng cái giao dịch chúng tôi là sẽ kể vào của Phố Xanh cũng như là của Sen Challenge thì nó có trên 5.000 giao dịch. Còn cái giao dịch của dự án hiện nay là cái doanh thu nó khá lớn, nhưng mà khi mà gặp phải cạnh tranh cũng như là những chủ tư họ lớn ấy, thì họ thông thường là họ gọi nhiều nhà phân phối vào phân phối chứ họ không cho độc quyền nữa, và chúng tôi nắm được cái việc này, chúng tôi hiểu được việc này, nên chúng tôi tập trung vào cái việc là chúng tôi có những cái hướng đi để mà thứ nhất là có giải pháp cạnh tranh để mà khi mà kinh doanh môi giới thì nó không bị lỗ, cũng như là có thể cái margin nó thấp đi nhưng chúng tôi vẫn có giải pháp cạnh tranh. Nhưng mà để giữ được cái nguồn doanh thu về môi giới thì chúng tôi đã mua công ty Phố Xanh, và hiện nay công ty Phố Xanh là đang thông tin về nhà này khá tốt, nên là chính vậy thì cái số lượng giao dịch nó vẫn là trên 5.000 giao dịch. Xin cảm ơn anh Vũ. Và một câu hỏi tiếp theo liên quan đến kết quả kinh doanh của công ty đến thời điểm này, quý 1 của công ty đến thời điểm này đã có chưa, và doanh thu lợi nhuận dự kiến như thế nào? Xin mời tổng đốc sẽ trả lời câu hỏi. Cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông. Tôi xin phép đại diện cho đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi về doanh thu của Selen trong quý 1 như sau. Doanh thu hợp nhất của Selen kết thúc quý 1 đạt gần 500 tỷ 493,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đã đạt 7,9 tỷ đồng. So với cùng kỳ thì về cơ bản là thị trường cũng mới khởi sắc, nhưng so với cùng kỳ năm 2023 thì đây là sự nỗ lực và rất là cố gắng của công ty trong việc là thúc đẩy tăng thêm nguồn hàng
gia tăng thêm nhân sự cũng như là tiết giảm rất nhiều chi phí để làm sao tối ưu cho việc hiệu quả cho sản xuất kinh doanh, thì xin báo cáo với quý cổ đông để mọi người hoàn toàn yên tâm. Trong cùng kỳ năm 2023 thì chúng tôi chưa có lợi nhuận, nhưng quý 1 năm 2024 thì chúng ta đã có một cái con số lợi nhuận tương đối, mặc dù là chưa đạt như kỳ vọng bởi vì chúng ta đã đầu tư rất nhiều cho giai đoạn cuối quý 4 năm 2023 và đầu quý 1 năm 2024, nhưng quý 2, quý 3, quý 4 thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những kết quả tốt hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Đức Hùng. Và câu hỏi tiếp theo của một cổ đông tên là Thủy Trang có hỏi là xin anh đạo chia sẻ về tiềm năng của doanh thu biên lợi nhuận của mảng đào tạo cung ứng nguồn nhân lực. Cũng tương tự để có một cổ đông khác cũng hỏi là tình hình mảng du học kép thế này là xảy ra thế nào. Nên là này xin mời anh. Khi đầu tư của cái việc này thì trong năm nay gần như cái lợi nhuận về du học kép nó chỉ khoảng 10%, nhưng mà trong những năm tới thì nó rơi vào khoảng 20%. Nếu mà doanh thu của 5 tỷ thì nó sẽ là rơi được khoảng 5 tỷ đến khoảng 1%. Nhưng mà năm nay thì do đầu tư lớn và do những giai đoạn ban đầu thì cần phải nguồn nhân lực, cho nên nó chỉ tối đa được 10% về cái việc du học kép. Còn ở đây có quý cổ đông có hỏi về vấn đề về trái phiếu thì chúng tôi cũng trả lời quý vị như này, tức là trong thời gian vừa rồi là mình huy động là gần 400 tỷ tiền trái phiếu, đến hạn trả thì chúng tôi mới trả 20%, nhưng mà chúng tôi có thể xử lý dứt điểm vấn đề trái phiếu trong năm nay, và nó cũng đi kèm theo cái dự án của Louis Hoàng Mai. Với dự án Louis Hoàng Mai thì số rất là lớn và chúng tôi đã có những khách hàng đặt cọc, và đặc biệt là những khách hàng mà họ không tính toán được, bởi vì họ vay ngân hàng là 50%, nhưng họ mới đóng được khoảng 30% đến 50% thì ngân hàng sẽ không giải ngân. Thì vấn đề là bây giờ chỉ cần là khách hàng đã mua rồi và họ đóng 30% rồi thì việc ngân hàng giải ngân cho họ thì mình sẽ thu được cái số tiền khá lớn của cái dự án này. Thì chính vậy thì chúng tôi sẽ thừa tiền để trả cái tiền trái phiếu còn 80% như vậy, và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm cái vấn đề trái phiếu trong năm nay. Lúc này được trao đổi với mấy bạn có hỏi chủ tịch Vũ một câu như này, tức là xu hướng bất động sản nó sẽ ra sao, và anh ơi chung cư mà giá lên như thế rồi nó có lên nữa không, còn nhà em đang muốn mua chung cư thì có nên mua không. Đại khái đấy nhiều câu cũng thú vị phết, nhưng mà mình muốn nói như này, tức là hiện nay bất động sản của Việt Nam ấy, đặc biệt là những thành phố lớn ấy, nó hơi như kiểu lên như kiểu cục bộ. Nếu như bất động sản nghỉ dưỡng ấy, thì chẳng thấy lên gì cả, đúng không? Đúng không? Nhưng mà bất động sản nhà ở hoặc bất động sản chung cư trực tiếp hoặc là biệt thự liền kề một số vừa rồi thì lên khá cao, nhưng mà thực ra cái đấy làm cho mình lo lắng trong dài hạn. Tại sao lại lo lắng trong dài hạn? Là vì vấn đề sao, nếu mà nó cứ lên như thế này ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là cái cung nó không gặp của cái cầu, tức là cái supply nó sẽ không gặp của cái demand. Mình có nhu cầu bất động sản nó chỉ là nít thôi, còn vấn đề là mình có thể có khả năng tiền để đáp ứng được không ấy là không thể. Nên là cái mình rất lo lắng cho cái việc là trong dài hạn thì bất động sản sẽ khá căng thẳng nếu không có chính sách điều chỉnh ở vĩ mô, nếu không có nhiều nguồn cung hơn và giá bất động sản không giảm đi thì nó sẽ dẫn đến cái việc là sẽ khó khăn trong dài hạn. Các bạn sẽ nhìn thấy bất động sản có thể tăng nóng trong một thời gian vài tháng rồi, nhưng mà mình dám khẳng định sau 34 nó sẽ không tăng nóng nữa đâu và nó sẽ khá bình thường trở lại. Nhưng mà mình cảm thấy như thế thì tốt cho thị trường, tốt cho cái việc những nhà kinh doanh, tốt cho cả cái người mua nhà, chứ nó sẽ không tăng nóng nữa. Bởi vì vấn đề vì sao mọi người đang mua theo cái kiểu như gọi là bị sóng, hoặc là mua theo kiểu gọi là một thời gian rất là dài nó tăng thì tự nhiên thấy ầm lên mua thôi, chứ nó không dài hạn đâu. Cái quan trọng kinh doanh nó phải là dài hạn và kinh doanh nó phải bền vững. Nên là nếu mà anh chị nào mà chưa mua chung cư đừng có vội, đừng có lo lắng quá, thật sự thế đấy. Thì nói thật, mình phải nói rất là chân thành thế. Hoặc là ít ra là về nhân sự cấp cao trong lãnh đạo thì phải ổn định. Vâng, và vừa rồi là toàn bộ nội dung đã diễn ra tại Đại hội Cổ đông 2024 của công ty cổ phần Senland bất động sản Nhị Kỳ. Hiện tại thì đang vào cái thời gian nghỉ tea break và thời gian kiểm phiếu
Nhưng anh chị có thể thấy là chủ tịch cũng rất là thân thiện, chủ tịch đang trao đổi với các cái cổ đông khác về vấn đề liên xoay quanh về vấn đề kinh doanh và liên quan đến tổ chức đại hội. Anh chị đánh giá thế nào về kết quả kinh doanh 2023 cũng như là định hướng chiến lược sắp tới của Senden? Xin mời anh chị hãy comment ngay ở dưới video này để chúng tôi cùng nắm được nhé. Xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.